Công ty Điện lực Vĩnh Phúc hiện có trên 180.000 khách hàng sử dụng điện. Theo dự báo, mùa khô năm nay sẽ kéo dài. Để đảm bảo đủ điện phục vụ sản xuất công nghiệp và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để việc cung ứng điện được ổn định liên tục. Những ngày nắng nóng vừa qua, nhu cầu sử dụng điện của người dân trên địa bàn tăng cao. Chỉ tính riêng trong tháng 5 năm 2015, công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh đạt gần 150 triệu kW, tăng 20% so với tháng 5 năm 2014. Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, những ngày tới tiếp tục có nắng nóng, lượng điện tiêu thụ dự kiến sẽ còn tăng cao. Do thời tiết nắng nóng thì trên địa bàn tỉnh Phúc thì bình quân có những ngày lên tới 5.8 triệu kWh sản lượng. Thì báo cáo các đồng chí so với tháng 5 năm 2014 là tăng 16-17%. Đối với nguồn điện của tỉnh Vĩnh Phúc là cấp bằng hai nguồn. Thứ nhất là nguồn điện từ Trung Quốc, hai là nguồn điện cấp từ Việt Nam. Căn cứ vào hai nguồn điện đấy thì đối với công ty điện lực, về phía công ty điện lực Vĩnh Phúc thì đã quán triệt và xây dựng các phương án cấp điện cho mùa hè cũng như cả năm 2015 đáp ứng nhu cầu của phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc. Xác định việc tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý là biện pháp có ý nghĩa lâu dài, thiết thực, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tích cực tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm đến từng hộ gia đình, trường học, cơ quan. Bên cạnh đó, điện lực các chi nhánh trên toàn địa bàn cần triển khai các giải pháp một cách kịp thời nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng. Mặc dù là dự phụ tải tiêu thụ điện của nhân dân tăng cao, nhưng ngành điện đã chủ động chuẩn bị tích cực từ các ngày đầu năm 2015. Như chúng tôi đã triển khai hoàn thành các kế hoạch về đầu tư cải tạo lưới điện, nâng cao công suất các trạm đường dây cũng như tăng cường duy tu bảo dưỡng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, các khách hàng để đảm bảo phân tải cũng như vấn đề chuẩn bị tích cực các vật tư dự phòng để đáp ứng xử lý sự cố và các bất thường khi xảy ra. Tính từ đầu năm đến nay, công suất tiêu thụ điện trên toàn địa bàn thành phố Vĩnh Yên là gần 160 triệu kWh, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ từ đầu tháng 5 năm 2015 đến nay, lượng điện tiêu thụ trên địa bàn là gần 34 triệu kWh, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2014. Năm 2015 thì đối với công ty điện lực Vĩnh Phúc thì sẽ phấn đấu tiết kiệm 33 triệu kWh. Thì để tiết kiệm được theo cái mục tiêu đề ra của năm 2015 thì ngay từ ngày đầu năm 2015 thì công ty điện lực Vĩnh Phúc đã thực hiện một số các cái biện pháp. Thứ nhất là ký hợp đồng với đài truyền hình để phát sóng thông điệp tiết kiệm điện của năm 2015. Vấn đề thứ hai là phối hợp với Sở Công Thương để thành lập các cái đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra sự tiết kiệm điện đối với các doanh nghiệp, đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp trong toàn tỉnh. Cái thứ ba là phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể như là ở tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh, trung tâm năng lượng đặt ra các chương trình, triển khai các chương trình như là thực hiện hưởng ứng giờ trái đất, triển khai chương trình thi đua tiết kiệm điện, gia đình tiết kiệm điện, tổ chức hội thảo các biện pháp giải pháp tiết kiệm điện đối với khách hàng trọng điểm. Bên cạnh những nỗ lực của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, việc tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm điện của các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh là giải pháp hiệu quả, có ý nghĩa lâu dài, đảm bảo hệ thống lưới điện vận hành an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trong mùa khô.